Ok, đã đến nơi. G3. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Như thế này. Thơm lắm hổ. No God. Đêm hôm còn đùa nhau thế này. Chả nhẽ ôm mày về. Ở số bao nhiêu anh gọi được. Không, trong khi nó bấm bấm cái gì thì nó lại vào bố cái chỗ này. Lấy dim sum. Cái gì à? Dim sum. Dim sum. Cơm hay gì à? Không, nó là kiểu sủi cảo bánh bao ấy. À, không phải. Không phải hả? À. Tận lâu thế. Gọi thuê bao. Nhà giàu là người ta ăn như thế này sao? Một suất cơm 60.000. Vận mệnh của con người đã được định đoạt trước từ khi còn chưa ra đời rồi. Yên lặng chờ đợi những việc sắp xảy ra chính là lựa chọn tốt nhất. Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Xế Tuyển. Wow, lạnh quá anh em ơi. Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh giá. Hôm qua mình đi mưa về, cái đôi găng tay của mình bị ướt nên là nay không có găng tay để đeo. Nên là bây giờ bị tay trần đây. Ok, mình đã có đơn hàng rồi, giờ mình di chuyển thôi. Cái đơn này đi 5 đường, cũng tay gần đây thôi. Hiện tại mình đang có mặt tại đường Quang Trung, Hà Đông. Ok, 13.000. Một chuyến giao hàng tối thiểu bên Grab mình nhận được là 13.000. Uầy. Có đơn luôn hả? Uầy. Đơn này mới ngon này, vào phố luôn. Lấy hàng hơi xa một tí. Qua cầu sang bên kia. Ngon luôn, chiến đấu thôi. Đã đến nơi. Ôi dồi ôi. Trời ơi, hàng hóa gì mà nhiều thế này. Khổ như phải đi buôn này. Khổ hết tay. Tài xế chuyên nghiệp thì mà không có găng tay thế này là dở rồi. Tột hàng quá. Anh giao hàng bên nào đấy? Giao hàng gì anh? Ồ. Ăn được xe hàng luôn. Anh giao hàng bên nào ạ? Giá? Tùy. 800 đồng một đơn. À, 800 đồng một đơn. Hơn chục bây giờ. Alo à? Đây chị. 54 mấy chiếc tay đúng không? Vâng. Hàng gì ấy chị? Bộ chúng ta điều khiển. Bên đây trả xin nhanh. Vâng ạ. Ok chị nhá. Em đi chưa? Ok, di chuyển thôi. Mình thích nhất là mấy đơn sang thế này. Đi công tác đúng không? Vâng, em gửi. Xã nào đấy em? Em ở Xuân Hồng. Xuân Hồng à? Anh ở đâu? Anh Xuân Châu. À. Có mất phí không? Có anh ạ. Bao tiền? Của anh 67.000. 67.000? Vâng. Ship ở đâu xuống đấy? Ship từ Hà Đông anh ạ. Tiền ship có đắt hơn tiền
À răng vậy. À không, cái này nó 200 mấy cơ. Em gửi anh rồi. Ừ. Đây cũng chạy đấy, nhưng mà từ dịch mở đến giờ là vôi rồi. Thế à? Không chạy nữa. Giờ để chuyển sang làm kỹ thuật à? Ừ. Vâng. Em mới chạy hay này chạy từ sáng? Em chạy chiều tối ạ. Chiều tối? Vâng. 47.000, cuốc xe 67.000, mình bị trừ 20.000, còn 47.000. Con đường Nguyễn Chí Thanh, một trong những con đường không còn lạ lẫm gì đối với mỗi người dân Việt Nam rồi. Chiều hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua lịch sử con đường này bằng kiến thức nhỏ bé của mình nha. Thì con đường Nguyễn Chí Thanh được lấy tên năm 1998 từ một vị đại tướng rất nổi tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam, đó là đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thì đại tướng Nguyễn Chí Thanh thì sinh năm 1914 tại Quảng Điền, Thừa Thiên thuộc Liên minh Đông Dương. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một trong hai đại tướng duy nhất cùng với đại tướng Võ Nguyên Giáp được đích thân Bác Hồ vinh danh lên đại tướng, và cũng là một trong những người có công rất lớn đối với lại nền cách mạng nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên là năm 1967 sau một cơn đau tim thì Bác Nguyễn Chí Thanh đã qua đời, để lại nỗi đau mất mát đối với Bác Hồ cũng như là đối với lại nền cách mạng của nhân dân Việt Nam. Ngày nay thì Nguyễn Chí Thanh cũng coi như là một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội, được biết đến với nhiều cái công trình, trong đó có công trình rất là nổi tiếng, đó là Đài Truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh đây, và xa xa nữa nó là tòa Lotte. Ok, chúng ta tiếp tục chạy xe rồi. Em gửi hàng đi 5 đồng đúng không? Giấy tờ à? Vâng. Có thế này thôi đúng không? Ok. Cảm ơn. Về luôn. Trời sắp tối rồi. Đến giờ cao điểm tắc đường. Chúng ta bắt đầu thể hiện kỹ năng thôi. Dậy đàn. Hello. Em lấy hàng cái gì? Ở đây. Em mang đi cửa Nam. Bánh này để đây không chị, hay phải treo? Em để đây được. Vâng. Đã rõ. Bánh à. Cẩn thận một tí. Hơi lạnh rồi đấy. Cháu mai phải mua găng tay ra rồi cho nó ấm không. Trời này mà không có găng tay thì chết. Ok, di chuyển thôi. Đúng rồi chị. Ừ.
vào quần. Giao thành công cái bánh 15 nghìn. Rồi nổ như bom luôn. Xa thế này nhìn quả đơn chả buồn chạy này. Gần 2 cây số đi lấy hàng mà vừa Grab ưu ái quá. Nhưng mà cho đơn xa thế này thì lấy làm sao đấy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa, giữa ngã ba đường chợ Khâm Thiên. Thôi an bài rồi, quyết định là đi đấy. Không nên kén cá chọn canh quá, cuộc sống như kiểu sắp đặt trước rồi ấy. Gọi người ta anh bảo chào bảy cho em nhé. Ok ok. Chị hả? Chị váy đúng không? Ừ. Họ lại chắc anh em ạ. À, nhầm lẫn là chết đấy. 13 nghìn. Ừ, thổi ôi. Gì nữa vậy? Toán nổ lên xa đi làm sao được. Yêu ái thì yêu ái nó vừa thôi chứ. Để anh em khác còn chạy chứ. Chúng ta đang có mặt tại nhà thờ lớn. Nhà thờ lớn hình như đang được trùng tu lại hay sao ấy. Chúng ta cùng lượn một vòng xem như thế nào nhá. Đây, đang được trùng tu lại đây. Không có gì cả. Vẫn vậy, chốn cũ người xưa. Không hiểu tài xế đâu hết rồi mà toàn nổ lên xa cho mình như này. 3 km để đi lấy hàng, trời ơi chịu thôi, không chơi được. Grab ơi, hủy thôi anh em ạ, không ăn được đâu. Giờ ta cũng xa không kém. Trời ơi lại phải đi thôi, hủy quá nhiều rồi, hủy 3-4 chuyến xe rồi. Rồi. 5 cân than vụn hả? 5 cân than vụn 400 nghìn nhá. Vâng. 5 cân 40 nghìn con. À vâng. Đấy 5 nghìn. Để đâu đưa con trai? Đây U đưa con để vào đây. Tờ báo cho sạch. Cái than để làm gì đấy U? Than để gióm lò. À gióm lò à? Ừ. Chắc người ta nhờ con xít hộ để vâng. Gióm lò. Vâng, con được. Vâng, công ty nhá. Công ty của con là phải điều con đi. Người vận chuyển. Ừ. Con cảm ơn nhá. Vâng. Shipper kiêm vận chuyển, kiêm mua hộ hàng luôn. Vận chuyển thôi. Hàng mã. Sắp lên Tết rồi. Đến trường rất vui. Sắp lên Tết rồi. Về nhà rất vui. Mẹ đang mày áo mới nghe, ai cũng buồn buồn ghê. Mùa xuân này em đã lớn, biết mang tiền về cho mẹ. Wow, đẹp phết này. Ở đi không hiểu vào.
chị muốn bên em thật lâu, nói với em một câu. Ôi, cái bà này 30.000. Đây, có dây không? Dạ. Có dây không? Em có. Ui, nhà anh có chó to thế. Cảm ơn. Tôi đang cho ăn. Đã đi có kìa. Đồ chai rượu, trời ơi. Cẩn thận anh em ạ. Ok. Đơn hàng khá là cồng kềnh. Cẩn thận, cẩn thận. Một lần mất tiền ngu rồi. Lần này phải cẩn thận thôi. Cô bê ở cháu cái chai rượu này vào. Hơi nặng đấy ạ. Không, cũng hơi nặng hơn một tí thôi ạ. Hết rồi cô ạ. Hàng gì đấy anh ơi? Giày với cả ví da. Gọi điện đi không sao đâu. Giờ em có giao đôi giày với ví da cho anh nhá. Vâng, giờ chắc tầm khoảng 20 phút đấy tới nơi. Tiền hàng bao nhiêu anh? 1.900.000 trừ đi 45.000 đi. Vậy là 1.855.000. Đúng rồi. Một đôi giày và một chiếc ví da. Mình nghĩ đôi này tin tưởng được. Em gửi anh. Lại. Em gửi ạ. Ok nhé. Em cảm ơn. Đơn này thu về 30.000. Wow. Có hai lý do để mình tin tưởng để ra đơn này. Thứ nhất là có địa chỉ rõ ràng của người gửi. Cái thứ hai là mình nhìn thái độ của người gửi ấy. Và cái thứ ba là kinh nghiệm của mình. Mày đừng có mồm điêu đi. Kinh nghiệm ít khi bị bỏ đơn hàng. Ok. Sao nào 11, 12 giờ mới về nhưng mà chưa được phải ngủ. Nhiều đơn rồi. 3 giờ biết tay nhau ngay. Cho em đơn 41 anh ơi. Ok nhé. Có hôm đỏ thì nó nổ. Anh chạy mấy giờ anh? 11 giờ. A few moments later. Chủ cho anh. Cảm ơn nha. Cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Đi trượt canh nào. Rét lắm rồi. Ok, đã đến nơi. G3
Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Hai suất cơm nóng hổi. Trời ơi, đừng đùa nhau thế chứ. Để gọi lại lần nữa xem nào. Rét quá. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Cái đơn này là khách đặt thanh toán qua thẻ rồi. Ủa, hai suất 130.000 cơ mà. Đêm hôm chơi nhau rồi này. Cái đơn này là khách trả qua thẻ rồi nên là mình không sợ bom cả. Nhưng mà mình vẫn phải đợi để ra cho khách thôi. 2000 years later. Xe máy gì mà. Alo, alo. Em có giao đồ ăn đi anh ơi. Bạn giao đồ ăn à? Em đang dưới sảnh rồi. Mình vừa có việc gấp chứ ra ngoài không lấy được đâu. Bạn các bạn cầm lấy ăn không hiệu mình nhé. Ôi. Có gửi ai được không anh? Không chờ đâu. Hai em gửi bảo vệ nhá, tí anh về anh lấy nhá. Thôi thôi, mình tối nay mình không về được nhà. Vâng, ok anh. Vâng, cảm ơn nhá. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chưa xong bên này là sang lần khác rồi. Chạy mấy giờ? Nó gọi món gì đấy? Hai suất cơm. Hai suất cơm. Anh cầm về ăn rồi. Bảo cầm nó đi, không về được. Kết thúc đơn. Ok. 10:30 rồi. Đi nơi rồi. Đi trước nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời tài xế của mình nhận được một đơn phụ thế này. Cuối ngày rồi còn may mắn đấy. Đi đơn này xử lý cho tao đây. Cô ơi, rơi được kìa cô ơi. Cô ơi, cháu bảo này. À, cô làm đêm à? Không, cô đi tập thể dục kính. À. Tiện thể nữa với trai. À, cháu có thừa suất cơm ấy. Cháu biếu cô được không? Cô ăn đêm chưa? Thế à? Bà. Đi ship à? Bà, cháu ship mà người ta đặt thừa một suất. À, thế à? Ừ, cô ship nhá. Bà, bà. Ôi trời ơi, không có túi nhỉ. Đây giấy đây cô. À đây, vậy cô cầm này đi, cháu cầm này đi. Cô xin nhá. Vâng, cô giữ sức khỏe nhá. Ừ. Ốm lắm cháu ạ. Thế à? Các bạn là em nó ốm quá phải đi đi chứ. Vâng. Vâng, cố lên cô nhá. Vâng, vâng. Mà mình muốn lan tỏa sự may mắn này đến cho cô vậy. Thì chắc là mình sẽ xin phép kết thúc video này ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Còn giờ thì về và thưởng thức suất cơm này thôi. Ok, xin hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye. Wow. Cơm trứng ốp lép. Gì đây? Nhà giàu là người ta ăn như thế này sao? Một suất cơm 60.000. Không thấy có gì đặc biệt cả. Cái này như cơm trộn ấy. Cơm trộn thịt à? Lương 5 triệu thì sao? Lương 10 triệu thì sao? Có nhiều người sẽ bảo là ui thằng này bây giờ là loser, là có người thất bại. Đấy là cuộc sống của anh. Đấy là số phận của anh. Họ chửi như vậy, rồi họ có sống thay không? Họ có cho anh đồng nào khi chửi không? Bạn cứ dành thời gian chửi mình, còn mình dành thời gian để bù đắp cho cuộc sống.